bạn, và mình là Hồng Phượng. Vừa rồi Phượng đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời bên cạnh chiếc ghế HMC 393, một sản phẩm cao cấp đến từ nhãn hàng Hasuta Nhật Bản. Và trong video lần này, Phượng sẽ chia sẻ với các bạn những ưu điểm nổi trội cũng như những tính năng công nghệ hiện đại mới nhất mà Hasuta đã tích hợp cho chiếc ghế này nhé. Đầu tiên, HMC 393 là một sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Tại sao Phượng lại nói là truyền thống? Đơn giản là khi chúng ta ngồi vào chiếc ghế massage, hệ thống túi khí đặt hai bên hông, bắp chân kết hợp cùng hệ thống đi lăn sẽ chuyển động nhẹ nhàng, di chuyển đa điểm trên cơ thể, thực hiện xoa, bóp, miết, day liên tục từ cổ đến mông và toàn bàn chân. Cảm giác vô cùng chân thực như có một người đang massage, bấm huyệt đông y vậy. Còn hiện đại ở điểm nào? HMC 393 là một trong số những chiếc ghế massage đến từ nhãn hàng Hasuta, được trang bị công nghệ AI có thể quét toàn bộ cơ thể. Kèm theo đó là đường dây L-Track có độ dài lên tới 135cm. Nhờ vậy, khi ngồi vào ghế, chọn chức năng, cảm biến thông minh sẽ tự động xác định vị trí các huyệt đạo, tự động hóa hệ thống bi lăng, túi khí để khi massage, các bộ phận sẽ được tác động sâu, khai huyệt, đả thông kinh mạch, đem lại cho người dùng cảm giác thư giãn nhất có thể. Bên cạnh đó, HMC 393 có tới 18 chương trình bài tập massage thích hợp với từng độ tuổi, từng nhóm người dùng, từng vị trí xương khớp trên cơ thể của chúng ta. Cùng 3 chương trình massage tự động bao gồm toàn thân, cổ, vai, gáy, lưng và eo. Và cuối cùng là 5 chương trình thủ công, đấm và bóp, day, ấn mà người dùng có thể tùy chỉnh đến từng vị trí cơ thể. Thời gian thực hiện hay mức độ cao, trung bình, thấp theo yêu cầu, sở thích. Mà mình cũng tin rằng sự đa dạng trong các bài tập, chế độ của em này chắc chắn sẽ chiều lòng mỗi người. Và một tính năng mà Hồng Phượng vô cùng thích ở chiếc ghế HMC 393 này chính là tính năng nhiệt hồ ngoại kép được tích hợp tại phần lưng ghế và phần chân. Các bạn biết không, hệ thống sợi carbon bên trong túi khí khi chúng ta chọn chế độ này sẽ được làm nóng và nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C, giúp tăng tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết và đặc biệt là kích thích đào thải độc tố. Wow, và khi trải nghiệm chế độ nhiệt hồng ngoại của chiếc ghế này thì Hồng Phượng có cảm giác như là đang được đi massage đá nóng tại các spa chuyên nghiệp vậy. Ngoài ra, HMC 393 còn được tích hợp chế độ không trọng lực Zero Gravity, giúp ghế có thể đung đưa trong không gian. Ghế sẽ đưa người thư giãn ở độ nghiêng 125 độ, làm giảm áp lực lên cột sống và tim, cho cảm giác thư thái tuyệt đỉnh. Và đặc biệt, chế độ này còn giúp mọi người ngủ ngon hơn, dễ vào giấc hơn nữa. Với những người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ của Hồng Phượng thì đây thực sự là điểm cộng vàng cho sức khỏe. Không chỉ vậy, HMC 393 còn trang bị hai loa Bluetooth 4.0 tại phần thân trên như thế này đây. Loa kết nối bằng Bluetooth qua điện thoại nên chúng ta có thể tùy chỉnh nhạc, lựa chọn những bài nhạc mình yêu thích để tạo cảm giác thoải mái hơn nữa và tăng mức độ giải trí trong khi trải nghiệm. Ghế Hasuta HMC 393 sở hữu bộ điều khiển nhanh với nút chế độ gắn trực tiếp trên tay ghế, rất dễ dàng để thao tác. Một điểm cộng nữa mà Hồng Phượng cực kỳ yêu thích đó là thiết kế chân ghế gập linh hoạt. Chỉ cần xoay nhẹ nhàng như thế này, chiếc ghế massage hoàn toàn có thể biến thành một chiếc ghế sofa, tạo điểm nhấn ấn tượng cho căn nhà của bạn. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng với tông vàng đen sang trọng nổi bật. Và các bạn có thấy không, phần da của ghế là da simili, vô cùng mềm mại, dễ vệ sinh, đem lại cho người dùng cảm giác thư thái như nằm trên mây vậy. Đúng là một chiếc ghế tuyệt vời phải không các bạn? Vô cùng ấn tượng với thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, đa chức năng, dễ dàng di chuyển và phù hợp với mọi không gian trong gia đình của các bạn, như là phòng khách hoặc là phòng ngủ hay văn phòng, để có thể xua tan căng thẳng, sẵn sàng tái tạo năng lượng một cách tốt nhất. Vậy còn chần chừ gì mà không sắm ngay cho bản thân và gia đình một chiếc ghế massage Hasuta HMC 393 ngay hôm nay để có thể nhận được nhiều những ưu đãi cũng như chương trình hậu mãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hasuta. Và các bạn cũng hãy đến ngay showroom gần nhất để có thể cảm nhận và trải nghiệm sản phẩm nhé. Và bây giờ video đã kết thúc rồi. Hồng Phượng xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.